Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kiếm xúc xắc và chìa khóa ma lực một cách nhanh nhất nha. Rồi, đầu tiên là cái phần kiếm xúc xắc. Thì anh em farm ở cái map hắc thần 8. Thì tại sao lại farm ở map hắc thần? Thì map hắc thần á, anh em đánh sẽ có tỷ lệ xuất hiện những con quái lớn hắc thần, và khi mà đánh bại nó sẽ rơi ra xúc xắc. Mọi người để ý ở cái phần minimap, thì khi quái lớn xuất hiện á, nó sẽ có biểu tượng như thế này. Thì lúc này á, mọi người chỉ cần dừng lại và đánh nó thôi. Còn nếu mà không có cái biểu tượng đó, mọi người cứ lướt qua, vì mình đang đi farm xúc xắc chứ không phải là farm đá hắc thần. Mình đang có 171 cái xúc xắc, thì bây giờ mình thử đánh nó nha mọi người. Rồi, lên 175, như vậy là cái con quái này nó rơi 4 cái xúc xắc. Thì mỗi lần đánh như vậy á, mọi người có thể nhận được từ 3 hoặc là 4 cái xúc xắc nha. Và còn một điều nữa, ở map hắc thần 8 á, nó sẽ xuất hiện hai con boss. Thì cả hai con boss này nó đều rơi xúc xắc. Như vậy á, khi mà farm ở hắc thần 8 á, mọi người sẽ kiếm rất là nhiều xúc xắc luôn nha. Và khi đánh boss á, mọi người cũng có tỷ lệ rơi thêm cái chìa khóa ma lực, thì hên xui thôi. Tiếp theo là cái phần chìa khóa ma lực. Thì mọi người tìm cho mình một cái map, sau đó mọi người dùng xúc xắc để drone. Đây, cái này là mình thên nha mọi người. Thì mọi người drone ra hai cái dòng này cho mình, đúng hai cái dòng này. Đây là hai cái yếu tố chính để cho mọi người kiếm cái chìa khóa ma lực. Thì cái dòng nhiều tu lĩnh này á, nó sẽ xuất hiện thêm hai con boss nữa, tức là một map á, nó sẽ có ba con boss. Và khi đánh bại ba con boss này kết hợp với cái búp nhận thêm chìa khóa ma lực, như vậy là mọi người sẽ có tỷ lệ nhận ba cái chìa khóa từ ba con boss. Đây, mọi người có thể thấy một cái chìa khóa này, hai chìa, ba chìa, đấy, ba chìa khóa luôn. Rồi, video mình làm đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.